Ơi trại chó, hôm nay Sài Gòn lên cho anh em là top 12 em, gồm có là 8 em đực và 4 em cái. Chó dao động từ 3 tới 4 tháng tuổi, từ 8 cho tới 12, 13 kg tùy theo con. 8, 9, 10, 12, 13 kg. Hàng giá rất là mềm. Xả hàng cho anh em nuôi. Chó này nguồn gốc bố mẹ đều có giấy VK, chó con không làm giấy, bán giá bình dân cho anh em. Và màu đu ron đỏ ba trầu, đu ron và đỏ ba trầu, vàng cát, xám đu ron, ức đen, rất là nhiều cho anh em lựa chọn, toàn hàng màu mãn đẹp. Đó, chích ngừa hai mũi vaccine Mỹ, ok luôn nha. Hàng rất là đẹp nha, chó cứng cáp. Anh em nuôi thì từ 3 tới 4 tháng tuổi chích ngừa hai mũi vaccine là thích hợp nhất. Còn là chó con nhưng mà dạng này là bự con, nên anh em không có sợ là phải chó dữ hay gì hết á, cứ mua cỡ này nuôi là tốt nhất nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay lần lượt từng bé cho anh em chọn, để thích con nào thì lấy con đó nha. Số 1 màu đu ron đen. Cái số 1 màu đu ron đen. Chó khoảng tầm 8 cho tới 9 kg. Chích ngừa hai mũi vaccine, có ức trắng nha, màu rất là đẹp, lông mượt đẹp. Em số 1, tai kè dựng đứng nha, đẹp, hai nách có hai cái vạch màu xám. Đó, thần kinh linh lợi nha. Em số 1 đây, đây quay mặt em số 1 đây. Anh em nào mua chọn con số 1 này nha. Ok, số 1, cái. Số 2, cái vàng cát đây. Vàng cát pha đu ron đây. Em này 3 tháng tuổi, khoảng 8 kg. Chích ngừa 2 mũi vaccine nha. Màu mãn đẹp đây, lông mức mượt nha. Chó bình nuôi là thần kinh bao tốt nha, tai kê dựng đứng nha. Này em số 2, số 2 cái đây. Rồi ấm số. Rồi em số 2 nè. Rồi ok. Em cái số 3. Em này là hơn 4 tháng tuổi, trên 15 kg, dài đòn. Đó, lưng dài nè. Con này lớn lên rất là to con nha. Rồi số 3 đây. Đứng nắng thở dữ. Nè em số 3 nè các bạn, hơn 4 tháng tuổi nha. Chích ngừa đầy đủ rồi, thích hợp cho anh em nuôi làm giống chó dài đòn cao to, sau này sẽ rất là bự con nha. Trôi trôi rồi, nuôi chắc ăn luôn. Cái số 3. Em này số 4. Màu vàng, vàng cát, mặt đen. Số 4. 4 tháng tuổi, chích ngừa 2 mũi nha. Chó trời nắng hơi thở nhiều. Số 4 màu mặt rất đẹp nha, mặt đen thui. Rồi đây số 4 này, mặt đen. Ok, được số 1 vàng mặt đen. Chó 4 tháng tuổi. Này chắc 3 tháng mấy, gần 4 tháng tuổi. Thần kinh lanh lợi nè, lưng có một sọc đen đẹp nha. Leo siêu, siêu leo luôn, siêu quậy. Đực số 1, tai ke, mặt vàng, mặt đen. Rồi đực số 1 đây, dày đòn cao to nha. Đực số 2, màu đu ron siêu quậy, siêu nhảy. Rồi nè, con này siêu đẹp luôn nha, lanh lợi rồi, cực kỳ lanh luôn, nó muốn leo ra nè. Được số 2, tai ke đu ron cổ xám. Ừ.
bề mặt đó nè. Đực số 2 đây. Rồi, con này rất là thích hợp để huấn luyện nha. Đực số 3, 4 tháng màu Duron, cổ xám luôn. Con này hơi ngã sang màu sô-cô-la chút xíu. Lông mức mực. Đực số 3, 4 tháng chích ngừa 2 mũi. Thần kinh lanh lợi. Thích hợp cho anh em nuôi để giống hoặc là huấn luyện. Con này chắc khoảng trên 10 kg nha. Rồi, ok. Đực số 4 cũng màu Duron luôn. Ức trắng nha. Siêu lên lại. Thần kinh siêu lên lại. Con này khoảng tầm 10 trên 12 kg á. Bự mập. Cơ bắp mập ú u luôn. À, cái dàn lưng hết thân cái dàn lưng nha. Con này quá bự nè. Đực số 4 Duron. Tay ke. Con này quá bự con luôn. Lớn lên phải trên 40 kg. Số 5 trung bày con nãy. Duron luôn. Mấy con Duron là cháu nội của Whisky nhập 10.000 đô nha. Cháu nội có được nhập. Số 5. Hệt như con nãy luôn. Anh em nó như một khuôn đúc. Duron. Này hai bên nách có hai cái vệt màu vàng. Đây là khoảng tầm trên 10 kg nha. Tay chân vàng xương hết thân. Rồi, số 5, số 6 màu sô-cô-la. Hệt như con nãy luôn. Chung anh em nãy. Con này màu sáng hơn chút. Nằm ha, mệt rồi hả. Lên nè à. Lười biếng à. Đó, được số 6 nè. Nó chạy nè. Sô-cô-la. Nắng quá nằm mệt rồi. Con màu mãng nè. Được số 6 nha các bạn. Được số 7 đỏ mặt đen. Lưng có một sọc đen nha. Con này khoảng 8 kg thôi, 3 tháng tuổi. Bày nhỏ hơn chút. Anh em thích nào nuôi chó nhỏ nè, 3 tháng. Được số 7 nha. Đưa tay vô là nó mừng. Mừng. Liếm tay quá trời. Được số 8. Đỏ bá trầu nha. Được số 8 chung con được số 7 nãy. 3 tháng tuổi tay ke. Ức trắng. Cho khoảng 8 kg nha. Lên. Mấy con này đưa tay là mừng liền. Anh em nên anh em nuôi chó cỡ này thì cứ yên tâm nha. Không có dữ lắm đâu. Chó con mà nhiều bạn sợ mua chó cỡ này về nuôi khó dạy hay gì. Cỡ này là rất là thích hợp để dạy luôn. Từ 3 tới 5 tháng tuổi chơi chơi. Thứ nhất là đã chích ngừa đầy đủ, không sợ bị bệnh. Thứ hai, đang thời kỳ phát triển này nó thần kinh nó tiếp thu rất là nhanh. Rồi, anh em nào muốn mua liên hệ số điện thoại 0766778880. Có dịch vụ giao hàng các tỉnh cho anh em luôn nha. Rồi ok.